các quỹ Bitcoin ETF đã ghi nhận khối lượng giao dịch hơn 4 tỷ đô la trong vài ngày qua. Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã chính thức mở cửa hoạt động tại Thái Lan. P-Bridge, sàn giao dịch P2P Bitcoin hàng đầu, đã chính thức niêm yết ICE Network. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Các quỹ Bitcoin ETF đã chứng kiến hoạt động khá sôi nổi trong vài ngày qua khi ghi nhận khối lượng giao dịch hơn 4 tỷ đô la. Trong đó, có đến 3,11 tỷ đô la được trải đều giữa 9 quỹ Bitcoin Spot ETF mới ra mắt. Cụ thể, 5 quỹ Bitcoin Spot ETF có khối lượng giao dịch lớn nhất là Grayscale 1,83 tỷ đô la, iShares của BlackRock là 971 triệu đô la, Fidelity 436 triệu đô la, ARK21Shares 151,53 triệu đô la và Bitwise 78,35 triệu đô la. Trong khi các quỹ Bitcoin Future ETF chỉ chiếm 983 triệu đô la khối lượng giao dịch, chủ yếu được thu về từ Bitcoin Strategy ETF của ProShares với 971 triệu đô la. Tân Tổng thống Argentina, ông Javier Milei, tiếp tục đưa ra những quyết định mang tính đột phá liên quan đến hệ thống tiền tệ của quốc gia này. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 14 tháng 1 với Radio Milei, ông Milei cho biết ông sẽ không phản đối về mặt pháp lý việc chính quyền cấp tỉnh ở Argentina tạo ra đồng tiền địa phương của riêng họ, bởi ông tin rằng thị trường cuối cùng sẽ quyết định giá trị của những dự án như vậy. Tuy nhiên, Milei cũng nhấn mạnh rằng các loại tiền tệ cũng dễ thúc đẩy lạm phát và những người chấp nhận chúng có nguy cơ bị lừa bởi các thống đốc vô trách nhiệm. Cảnh báo của Milei được đưa ra như một phản ứng trước thông báo của Ricardo Quintera, thống đốc thành phố La Rioja, người có ý định tạo ra một loại tiền tệ riêng cho thành phố này, trích dẫn nguyên nhân đồng tiền quốc gia bị phá giá 50%. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, tính theo khối lượng giao dịch, OKX, đã chính thức nhận được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, gọi tắt là VASP tại Dubai, thông qua công ty con OKX Middle East Fintech FZI. Được biết, giấy phép do cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số ở Dubai cấp hiện không hoạt động và đang chờ đáp ứng các điều kiện cụ thể và yêu cầu bản địa hóa. Sau khi có hiệu lực, giấy phép sẽ cho phép OKX cung cấp một loạt các dịch vụ tài sản kỹ thuật số được quản lý và các tùy chọn giao dịch giao ngay cho cả khách hàng tổ chức và khách hàng bán lẻ đủ điều kiện. Màn hợp tác gần đây giữa dự án Tap to My phổ biến ICE Network và sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong cộng đồng tiền điện tử. Nhằm hưởng ứng sự bùng nổ này, P-Bridge, sàn giao dịch P2P Bitcoin hàng đầu, đã chính thức niêm yết ICECoin như một phần trong cam kết không ngừng đổi mới của mình. Tương tự như P-Network, ICE Network là dự án thuộc hệ Tap to My, cho phép người dùng tham gia khai thác 100% miễn phí trên thiết bị di động, nhưng được cải tiến về mặt tính năng, giao diện và thu nhập cao hơn. Mặc dù sinh sau đẻ muộn so với dự án đi đầu như P-Network, nhưng ICE Network hiện đã thu hút được hơn 3,5 triệu người dùng, nhận được cơn mưa đánh giá 5 sao trên Trustpilot và được xếp hạng cao nhất trên Product Hunt. Ngoài ra, dự án cũng đã nhận được chứng nhận kiểm tra với nhiều đánh giá tích cực. Vào tối qua, ICE Network đã chính thức niêm yết trên OKX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, tính theo khối lượng giao dịch, cho thấy độ uy tín và tiềm năng mạnh mẽ của dự án này. Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã chính thức mở cửa hoạt động tại Thái Lan, hứa hẹn mang đến sự bùng nổ cho thị trường đầy tiềm năng này. Trong một tuyên bố vào ngày 16 tháng 1, Binance TS cho biết sàn giao dịch hiện sẽ mở cửa cho tất cả người dùng đủ điều kiện và đã triển khai một sổ giao dịch đặt trước dành riêng được thiết kế cho các cặp giao dịch bạc Thái. Người dùng cũng có thể gửi và rút tiền địa phương thông qua tích hợp trực quan với hệ thống ngân hàng trong nước. Theo chia sẻ từ người phát ngôn của Binance, hiện tại sẽ không có dịch vụ bổ sung nào ngoài giao dịch spot, nhưng họ có kế hoạch dài hạn đầy tham vọng cho Binance TS và đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý để có được sự chấp thuận cho các dịch vụ khác. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã chứng kiến sự phục hồi, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 1,77 nghìn tỷ đô la, tăng 0,4% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 42.836 đô la, tăng 0,8% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 2.531 đô la, tăng 0,1% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 318 đô la. CryptoLickVan xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.